Tử Vi tuổi Đắc Lão 1975 tháng 5 âm lịch. Xin kính chào quý vị, tôi là Trang Nhung, là trợ lý của Thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi Thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những mệnh chủ tuổi Ất Mão thường có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý. Dù vẻ bên ngoài vô tư, lạc quan nhưng đôi lúc họ cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội. Vì thế tuổi Ất Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt đẹp xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi Thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Phong Thủy Lộc Tài chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan của các cô chú tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh đại khê thủy, thường có tính cách ôn hòa, song khúc rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất, khuyết điểm của họ là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Họ tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định và an nhàn, theo đuổi sự sung sướng và hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Chính vì tính cách và nguyên nhân chính dẫn đến ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó có thể tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Cho nên bản mệnh cần điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng nhiều đến công việc. Tử vi tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình các mệnh chủ tuổi Ất Mão trong tháng này tuy ổn định nhưng chưa thật sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mệnh chủ đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào. Mệnh chủ nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Mệnh chủ cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng này, nên mệnh chủ cần chú ý xây dựng kế hoạch nhật ký chi tiêu hợp lý và cẩn trọng. Phòng khi cháy túi lúc nào không hay. Ất âm mộc gặp giáp dương mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Mệnh chủ nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Ngoài ra, năm 2021 thái tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên cô chú luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên cô chú hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của Thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ rõ vận trình của cô chú tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, cô chú tuổi Ất Mão có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Cô chú có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, cho nên thời điểm này cô chú cần có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Bên cạnh đó thì cô chú tuổi Ất Mão vốn là người có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách. Song, điều đó chẳng những không khiến mệnh chủ nản lòng trong thời gian này mà còn khiến cô chú tuổi Ất Mão thêm vững tâm tiến bước nữa. Tuy nhiên, những cô chú tuổi Ất Mão cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào công việc. Nếu không, cô chú sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí của mình đang có. Cô chú cũng nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải,
bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn có. Bởi có những chuyện chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách giải quyết tốt nhất chứ không thể nào tránh né mãi được. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì cô chú tuổi Ất Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, vượng mão mùi. Pháp khí sẽ chiêu các lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của cô chú tuổi Ất Mão. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của cô chú được hanh thông, thuận lợi, phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Bước sang tháng 5 âm lịch, tài lộc của cô chú tuổi Ất Mão không có nhiều biến động. Cô chú có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Tử vi còn cho thấy, mặc dù công việc của cô chú có tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Những cô chú đang làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp cô chú cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn phải tiết kiệm chi tiêu và khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Còn đối với những cô chú đang làm kinh doanh trong tháng 5 âm lịch, thời gian này cô chú có thể thu được những khoản lợi nhỏ bởi trong khoảng thời gian này làm chuyện làm ăn. Bởi trong khoảng thời gian này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Ngoài ra, để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi và xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các cô chú tuổi Ất Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của cô chú tuổi Ất Mão tháng này không thật sự khởi sắc với những cô chú độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với cô chú nhưng tất cả đều không thành. Đều do tính cách của cô chú không hòa hợp được với đối phương. Tuy cô chú là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng, cô chú cũng không nên vì thế mà buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Còn với những cô chú đã có gia đình trong thời gian này, sẽ có xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán và tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của cô chú khi có mâu thuẫn. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Ất Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ thêm địa nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những cô chú tuổi Ất Mão còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của cô chú tuổi Ất Mão trong tháng có thể không tốt. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến cô chú lo lắng hơn, dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của cô chú. Cô chú nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, những áp lực từ nơi làm việc sẽ khiến cô chú luôn mệt mỏi. Ngồi máy tính cả ngày cũng làm cho thị lực của cô chú giảm đi nhiều. Phong thủy lộc tài khuyên cô chú thường xuyên đi thăm khám sức khỏe định kỳ để giảm bớt sức. Phong thủy lộc tài khuyên cô chú nên đi khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Cô chú cũng nên chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu và có sức đề kháng tốt. Đặc biệt trong thời gian này, cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thì thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để cô chú tuổi Ất Mão có thể nắm rõ tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, tức ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch.
tháng Giáp Ngọ có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cung. Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão, Tuyệt Hợi. Trong tháng cô chú tuổi Ất Mão cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 5 năm 2021, tức ngày 18 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 5 năm 2021, tức ngày 30 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các cô chú tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cắt lành để cô chú tuổi Ất Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt nhất để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 5 năm 2021, tức ngày 19 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 5 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ vận trình tử vi của cô chú tuổi Ất Mão trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trong đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân bạn, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Phong Thủy Lộc Tài rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.